Xin chào mọi người ạ, tiếp tục em lên số tiếp theo, video số 729. Ở lô hôm nay thì sẽ có tổng cộng sẽ là 23 mã cần như thế này nha mọi người. Đây ạ, một số cây cần dây trong, cần ISO khoan nhỏ, ISO khoan lớn. Cuối video là một số cây cần tay ạ. Chất liệu toàn bộ là hàng carbon hết nha mọi người. Em ship hàng toàn quốc, khách nhận hàng kiểm tra thanh toán, phí ship là 30.000 một đơn. Mọi người lấy từ hai sản phẩm hoặc chuyển khoản trước thì em sẽ bao ship nha. Rồi, có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn hàng nha. Nhắn giúp em video lấy hàng, đây là số video 729 nha. Rồi mã đầu tiên. Đầu tiên thì em sẽ có một cây cần Ikada. Cái đây là một cây cần của hãng Nissin nha mọi người. Đây. Đây cây Nissin, cái phần đây nè, người ta phủ một cái lớp nhám thì lâu ngày nó có hơi sần sùi cái lớp nhám đây, mà vẫn thấy rõ được cái chữ Nissin của cần nha. Dòng này là hàng nội địa, chui ok, chui vặn này. Và cái ngọn của nó sẽ ở phía trong thân cần như thế này. Em đi chi tiết góc trước đi ha. Bán là Patfuri FS6, dài là 1m6 ạ. Nissin 1m60, tem nhãn đầy đủ. Ở trên hai khoen ở trên góc cần như thế này. Và đọt này á, là đọt đặc nguyên bản không hao hụt mọi người nhé. Đọt đặc này, nó có giá cắm như thế này. Khoen của nó sẽ là khoen dẫn. Ikeda thì đọt nó nhỏ nhé. Đọt mảnh dẻo, tầm không, cái này tầm 0.6 ly thôi. Đây. Mã số 1 này nhẹ là 68g, thu gọn á, sẽ là 88cm nha. Giá của cần là 800.000 ạ. Giá của cần là 800, một cây Ikeda Nissin hàng nội địa Nhật. Là mã số 1. Tiếp theo em lên mã 2 ạ. Mã số 2 thì em có một cây cần rút dây trong. Cây này là cần của hãng Daiwa. Cây này nó có thông số là cứng 50 và 2m7. Chui của nó là chui cao su dòng Daiwa HX, bát là bát vặn nhá, này vết bẩn nha mọi người. Holder lock 50 2m7, hàng của Daiwa xuất Nhật. Tay cầm mút xốp, khoen dẫn của nó là khoen xích nha mọi người. Đây, có cái lõi sứ đá xích bên trong này. Này là cần rút có tem nhãn đầy đủ. Này ba lóng rút thôi mọi người nhé. Đây đầu bu đây. Bu cần cũng là đầu bu bu Furisic. Ngọn là 2.7 ly. Các lóng bên trong của này trai này có màu xám và đầu lóng này có từng cái vòng kim loại như thế này. Đó, ba lóng rút dài 2m7 và độ cứng ghi rõ trên cần là độ cứng 50 ạ. Kèm theo dây luồng nhé, dây trong em gửi đi thì em sẽ kèm theo dây luồng cho mọi người ha. Rồi dòng đây qua HX mã số 2, cân nặng là 296g, thu gọn là 98cm. Cần này có giá là 500.000 mã số 2 ạ. Số 2 là giá 500.000. Tiếp theo mã 3. Mã 3 là một cây, cây số 3 cũng là một cây cần rút. Cây này là hàng của Ryobi. Đây, cái này có sẵn cái sợi dây buộc cần, chui cao su Ryobi của Hàn Quốc nha mọi người. Bát Fury này, bát vặn này. Tay cầm một xốp màu xanh. Này thì sẽ có độ cứng cao hơn, 83m60. Ryobi Alex nhá, màu của nó phối xanh và màu trắng sữa, ngoại hình thì cũng có trầy này. Khoen của nó sẽ là khoen xích nha mọi người. Cái này cái lớp keo bóng rồi này, vị trí ở đây nó hơi bị bong đây. Đây mọi người, nó rột lấy bong lên nhá. Cái này mình đây. Hơi bị bong cái lớp keo phủ bóng bên ngoài thôi nhá, còn lớp sơn của cần nó không có bị bong nha. Cái này thì có chụp đầu cần và đầu bu đây. Đầu bu của nó là Furisic ạ. Độ cứng 80, độ cứng khá là cao. Chiều dài là 3m60. Ngọn là 3.8 ly. Bên trong của cần đây ạ. Lóng ngọn, lóng 2. Đó, phối màu như thế này. Ba lóng rút, từng đầu lóng thì sẽ có vòng kim loại như thế này nha. Mã số 3, một cây rút dây trong của Ryobi, có độ cứng 80 nha, hơi sần sùi cái lớp bóng thôi. Nó còn phôi cần còn đẹp mọi người nhé. Tổng thể ạ, trọng lượng của cần là 390g, thu gọn là 1m30 ạ. Giá cây này là 600.000. Mã số 3 giá là 600.000. Số 4 là cây hai khúc. Đây. Cây này thì nó có hai ngọn. Chiều dài 2m7, màu trắng, hàng của Suzumi. Nó có hai ngọn và ngọn hình thì còn mới lắm mọi người nha. Rồi mọi người có thể để câu dây trong hoặc là mọi người lên khoen dựng cần đều rất ok. Những cái phôi dây trong này nè, dày dặn và nó có cái độ cong rất là, nói chung là dòng dây trong phôi rất là ok nha. Em bán cũng rất là nhiều khách lấy về để dựng cần rồi. Có sứ dẫn đầy đủ nha.
hàng của Suzumi màu trắng. Hai ngọn của nó thì nó sẽ có hai độ cứng hiển thị rõ này, một ngọn 50-80 và một ngọn 80-120. Độ cứng cũng khá là cao nha. Bát của nó sẽ là bát vặn Fuji này. À, bát vặn của hãng Suzumi. Đó, của hãng Suzumi nha, tem nhãn đầy đủ hết. Seamaster 2m7. Cái này thì khoen của nó là khoen titanium nha. Khoen tất cả là khoen titanium. Khoen và đầu bu là titanium nha mọi người. Sứ gâu. Hai đầu bu đây ạ. Đấy, hai ngọn hai độ cứng khác nhau nha. Ở đây nó có một tróc sơ và có sơ xước nhẹ nha. Hai khúc 2m7, hai ngọn. Ngọn 50-80 và ngọn 80-120. Đấy. Rồi mã này sẽ là mã số 4, cân nặng của cần là 330g. Giá của cần là 700.000 ạ. Mã số 4 giá là 700.000. Tiếp theo mã 5. Mã 5 là một cây 3 khúc. Đây, cây này một cây cần của Ruby và ngoại hình này rất là mới mọi người nhé. Đây, tổng thể đây. Màu xanh xanh như thế này. Đây, hàng của Ruby nha. Pat Fury tem vàng này. Đó, Ruby made in Korea. Cái này thì nó sẽ có thông số là độ cứng 50 và dài là 3m3. Ruby Super S nha. Cái này rất là mới. Tem nhãn đầy đủ hết. Khoen dẫn nó là khoen Fury loại đá xám. Đầu bu đây. Đầu bu là xích nha mọi người. Đầu bu là xích. Độ cứng của cây này là cứng 50. Chiều dài sẽ là 3m3. Đây phần ngọn của nó này. Độ lớn của ngọn cần là 2 ly 6. 2 ly 6 ạ. Ngọn cần em đo là 2 ly 6 cần 3 khúc của Ruby. 324g nha. Mã cần số 5 này giá là 600 ạ. Số 5 giá là 600. Cây này thì còn mới nha mọi người. Tiếp theo, cây số 6 cũng là một cây 3 khúc. Cây số 6 này thì nó hơi cũ. Hơi cũ nha. À, cây này là một cây cần carbon 2 da. Đây. Cái này có phần chui là tay cầm mốt xốp. Đây nó hơi cũ mọi người. Cái vòng kim loại đây nó có bị oxy hóa nha. Đây nè, bông tróc này. Về mọi người về chà nhám hoặc là mình có máy đánh lại cho nó sáng sủa hơn ha. Đây. Bát là bát Fury. Cái này sẽ là phôi 2 da. Không lỗi phôi mọi người nhé. Chỉ có những cái vị trí đầu lắm và vòng kim loại thì nó có bị cũ thôi. Đây, phôi của nó là carbon xoắn vảy cá này. Độ cứng 80. Độ cứng khá cao. Dài 3m3. Khoen của nó là khoen loại đá xanh nha mọi người. Đây cái vòng kim loại của nó cũng vậy này. Đây là kim loại oxy hóa muối ăn. Cái này em cũng chưa có vệ sinh lại á mọi người. Đó, vòng kim loại này cái này dễ vệ sinh mà. Đầu bu của nó là Fury vì cái máy của em nó bị cháy mất chứ không à. Em đánh rồi à, sáng nay dùng bật lên nó cháy mất tiêu à. 2 ly rưỡi ạ. Ngọn em đo được sẽ là 2 ly rưỡi 2 ly 6 nha. 2 ly rưỡi 2 ly 6. Cứng 83m3, một cây carbon 2 da nhé. Ở đây có vết trầy nè. Nếu vết tróc sơn nha. Này, còn phôi nè. Sứ dẫn đầy đủ hết nha mọi người. Cái này nhẹ là 400g, mã cần số 6 giá 500.000 ạ. Số 6 giá 500 ạ. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì em có một cây cần của Shimano 2 khúc. Cái này là một cây cần hai chi cô bè nha. Độ cứng 15 và 2m1. Cái này ngoại hình cũng còn đẹp. Màu của nó sẽ là màu xanh đen. Đây, còn mới đẹp mọi người nha. Pat Fury Talic này. Cái này thì nó có ghi rõ thông số độ cứng là 15 và 2m1 của Korea nha. Đó, tem gì có đóng tem. Khoen của nó sẽ là khoen Fury loại xứ xám. Fury loại đá xám nha. Và ngọn đây ạ. Cần nguyên bản nha mọi người. Ở trên nó sẽ tháp sợi thủy tinh. Cây hai chi nào nó cũng vậy nha. Em đo ngọn ở đây sẽ là 1.3 ly. 1.3 ly nha mọi người. Dài là 2m1. Hàng của Shimano. Nhẹ là 112g ạ. Nhẹ là 112g nhé. Và cây này mã số của nó là mã số 7 ạ. Mã số 7 giá là 700.000. Mã số 7 giá là 700.000 ạ. Tiếp tục mã số 8. Số 8 thì là một cây cần câu lua dài 2m7. Đây. Cây này mới lắm mọi người. Hàng của Promarin 2 khúc 2m7 cần lua nhé. Cán của nó tất cả đều là cán bần hết. Đây, cán bần này. Bát hãng khuyên hãng.
Đây ạ, hàng của hãng Bromarine, dài 2m7, cứng ML, lô màu là từ 7 tới 35 lb, 7 tới 35 g, tải dây là 8 tới 16 lb nhé, dòng Seabass Special. Đây, một cây carbon, carbon hàng của Bromarine nhé. Hàng này Bromarine là hàng China xuất Nhật, phôi đây. Mới đẹp nha mọi người. Khoen của nó là khoen hãng luôn. Đây, khoen hãng của Bromarine. Và ngọn đây ạ. Double đây. Ngọn 2 ly ạ. Ngọn 2 ly 2m7 cứng ML nha. Tổng thể đây nhẹ là 206g, mã cần số 8. Giá là 700.000. Mã số 8 giá là 700.000 ạ. Tiếp tục mã số 9. Số 9 thì là một cây 2 khúc ạ. Cái này mọi người câu bạc, cái này cũng có độ cứng cao, hàng mới đẹp nha mọi người. Tay cầm là cắn màu đỏ này, màu trắng sữa. Bát Fury tên bát vặn Fury nhé. Bát vặn như này, cán mút xốp màu đỏ. Đấy, màu đỏ. Cái này thì ở trên cần á, là ghi 170S. Khoen là Fury hết mọi người nhé. Độ cứng là 80-130. Tất cả này là khoen Fury hết nha. Fury loại xứ xám này, chân trắng. Cần 2 khúc, chiều dài tổng là 1m70 ạ. Cái này thì nói chung ngoại hình sáng đẹp lắm, gần carbon hết nha, tất cả đều là khoen Fury. Đấy, Double đây, cứng cao 80-130, dài 1m7, em đo được là 2.3 ly ạ. Dòng cần câu ghe câu bè bạo lực một chút. Mã cần số 9 198g ạ. Cái này giá 700.000, mã số 9 nha. Số 9 giá 700.000. Tiếp tục mã 10. Mã 10 thì em sẽ có một cây lua mực. Đây, một cây Daiwa. Này là dòng cần lua mực dây trong mọi người nhé. Daiwa Liberty Club. Đây, phần góc này. Tay cầm mút xốp. Hàng của Daiwa. Cần máy đứng bắt vặn. Cây này còn mới tinh nè. Liberty Club AGI này. Một dòng cần chuyên lua mực nha mọi người. 802 MLI. AGI size là từ 2 tới 3 này. BE là 0.8 tới 1 chấm. Dòng này là made in Việt Nam nha. Model là Liberty Club AGI 802 MLI. Mã code của nó đây. Phôi của nó sẽ là phôi carbon nha. Khoen dẫn, khoen xích này. Mới tinh nha. Phần ngọn cần đây, có sứ dẫn ở phía dưới nha. Dây trong là phải có sứ dẫn đầy đủ mọi người nha. Đây, Double đây. Sứ dẫn của nó cũng có đầy đủ. Đây mọi người. Dài 2m4. Độ cứng lua là ML. Dòng cần chuyên lua mực nha. Đọt là 2 ly 7. Tổng thể 2 khúc như thế này nha. Cân nặng là 118g. Mã cần số 10. Có giá 900.000. Mã số 10 giá 900 ạ. Tiếp tục. Số 11. 11 là em có một cây cần súp lỡ. Số 11 này là một cây của Olympic, có chiều dài 3m6 ạ. Tổng thể cần như thế này. Phần góc của cần đây. Chui vặn ok nha mọi người. Này. Chui vặn ok. Đây là lớp keo bóng của nó, lâu ngày nó có bị bong bong đầy xíu thôi. Ha. Rồi, hàng này là của Olympic. Màu của nó là màu dạng xám xanh, góc là 22.5. Bát Fury, khoen Fury ạ. Cái lớp keo quấn bát này, lớp keo quấn bát lâu ngày thì nó cũng kiểu như thế này này. Đó. Nó vẫn chắc chắn mọi người nha. Không có bị bong ra. Nó nhìn thì nó không có được đẹp mắt chút thôi. Dài 3m6, dòng New Plus Pin của Olympic Century. Cứng thì tầm 15-20. Cái này thì độ cứng tầm đó. Có tổng sẽ là 5 khoen như thế này. Tất cả Fury không lỗi khoen ạ. Đường kính ngọn là 2.2 ly. 2.2 ly ạ. Đây bên trong này. À, cái này là vết trầy hay là vết bẩn? Này vết bẩn nha mọi người ơi, đây nè. Này vết bẩn ạ, vết keo á mọi người. Nhá, đây mình cài móng tay ra được này. Đây, không phải vết trầy nha, vết bẩn thôi. Phần ngọn. Lóng hai nó sẽ phối màu ạ. Tổng cần sẽ có 4 lóng, phôi cũng còn ok nhá. Trầy xước ít thôi.
3m6, tướng tầm khoảng 15, dòng súp lỡ. Súp lỡ của Olympic. Trọng lượng cây cần này là 260g, tôi gọi 104 sen, giá 500.000. Giá là 500, tổng thể như thế này, mã số 11 nha. Số 12 là một cây cần rút của Daiwa. Đây, dòng này là một cây Daiwa HS có độ cứng 80 và độ dài là 3m2 ạ. Cứng cao nha mọi người. Tay cầm nó bẩn này. Đây, cái này về mọi người ngâm tí nước ngâm mềm là mình vệ sinh sạch được ha. Đây, còn cái đây là lớp keo bóng của nó, lâu ngày thì nó sẽ có bị ố màu. Với lại bị gì á, đây nè, nhưng mà bộ ố xuống màu nha. Đấy. Đây là dòng Daiwa Cross Carbon, có tem nhãn, nó bị khúc này thôi, nó hơi xấu khúc này thôi, còn ở trên là trên sáng đẹp nha mọi người. Bán là bát Fury tem vàng, độ cứng 80, 3m2, dòng khoen Fury đen hết luôn, không có lỗi khoen nha mọi người. Cái này thì khoen còn ok, không có lỗi khoen nào hết. Đó, chân đen xứ xám, tổng là 2, 4, 6, 8 khoen cả đầu bu. Ngọn 2 ly 6 ạ. Ngọn cần là 2 ly rưỡi, 2 ly 6 nha mọi người. Đấy, 2 ly rưỡi ạ. Này, độ cứng 80, 3m60. À, nhầm, 80, 3m2. À, cây cần rút của hãng Daiwa. Đấy, cứng 80 rất là cứng rồi đó. Màu trên của nó là sáng đẹp nha. Góc, phần góc ấy thì cái lớp bóng nó có nhìn hơi bị xuống màu ấy. 80, 3m2 ạ. Daiwa, dòng này là Made in Taiwan nhé. Tổng thể như thế này. Trọng lượng cần là 350g, thu gọn là 90cm, mã cần 12, giá 1,2 triệu ạ. Mã số 12 giá 1,2 triệu. Tiếp tục số 13. Ở đây em sẽ có một cây ISO, ISO khoen nhỏ này. Dòng High Power X. High Power X dài là 6m3. Cây này thì phôi xoắn hai da xoắn rất đẹp, nhưng mà cây này nó mềm lắm mọi người nha. Nó tầm khoảng ISO, cây này là cây ISO khoen nhỏ độ cứng tầm số 1 thôi. Nên nó khá là dẻo nha. Ở hạ cần tay mọi người xuống tay thì nó rơi vào tầm khoảng 2,5 hạt. 2,5 hạt thôi. Cái này á được cái là phôi nó rất là đẹp và dài là 6m3. Đó, phôi lắm nguyên bản hết này. Nhưng mà nó để ISO này đọt tầm số 1 thì nó khá là mềm, dẻo mọi người. Đây, tổng thể đây, phần góc này. Chui này vặn ok hết nha mọi người. Đấy, chui vặn vào ra ok hết. Phần góc tay cầm nguyên bản của nó như vậy. Bán là Fast Fury S6. Còn cái đây á, là người ta dán cái lớp keo dạ quang, mọi người không thích mình tháo ra được cái này. Nhưng mà em thấy để này cũng đẹp, không có tháo ra nha. Đấy, nguyên bản của cần. Khoen bát đều Fury. Đường kính góc là 24 ly. Dài 6m30. Dòng High Power X Carbon. Cái này là người ta đánh dấu tên á, bằng viết xóa thôi, viết xóa trắng thôi, mình có thể lau được này. Đây nha. Rồi, dàn khoen là Fury loại là xứ xám. Đường kính ngọn thì là 1 ly nha mọi người. Ngọn cái này em đo nó là 1 ly thôi. Đây, ngọn cần này. Phôi lắm là nguyên bản toàn bộ nha. Đọt là đọt long phụng, ở trên tháp thủy tinh, ở dưới là carbon đấy. Lắm 2. Từ lắm 3 trở đi thì nó sẽ là carbon xoắn nổi như thế này. Cái này mình hạ tay, hạ tay cũng rất là đẹp. Dòng phô này, phô sáng đẹp nha. Đây. Trừ hai lắm ở trên là carbon xoắn vòng, còn các lắm tiếp theo còn lại đều là carbon hai da hết mọi người nha. Xoắn ít hết này. Đó, phô rất là mới đẹp. Mã cần sẽ là số 13. Một cây cần ISO khoen nhỏ Shimano 6m30. Tổng thể đây. Trọng lượng cần là 310g, thu gọn là 90cm nha. Cây này giá 900.000. 13 giá 900.000. Tiếp tục số 14 này. 14 thì em có một cây của Shimano. Đây, cây này là một cây ISO khoen nhỏ, độ cứng cao này, đọt số 3, 5m3 khoen nhỏ mọi người nha. Cây này ngoại hình cũng còn đẹp. Tổng thể đây. Trọng lượng cần này, cây này 294g, phô dày đẹp nha, hàng của Shimano. Đường kính góc là 21.3, Bass Fury ạ. À, dòng này sẽ là China xuất Nhật, đọt 3 mọi người nhé. Cây này ra thẳng tân à, nói chung là độ cứng cao. ISO khoen nhỏ đọt 3 là cũng đã khá cao rồi á mọi người. Đọt số 3, 5m3, ISO Holiday, tem nhãn nhé.
Đây, phôi cần. Khoen của nó cũng là khoen Fury loại đá xám. Đường kính ngọn này. À, cái này em đo thực của nó 5m2 mọi người nhé. 5m20 á. Đó là em kéo hết lóng và em đo căn thứ nha. Còn cái phần côn là em không có phần côn rút giữa các lóng nữa mọi người nhé. Đọt em đo ở đây sẽ là 1 ly 9. Đây em đo thực là 5m20 đấy. Bên trong các lóng nó sẽ có màu bạc nè. Và phôi lóng nguyên bản nha. Cái đường dẫn lóng của nó này, lóng đầu tiên ha. Lóng 2 cũng có đường dẫn lóng này. Đây, lóng thứ 3 đây ạ. Đó, màu trắng bạc, bên trong các lóng cũng còn sáng lắm. Đấy. À, ok nha mọi người. Rồi, mã này sẽ là mã số 14 ạ. Một cây ISO khoen nhỏ Shimano, dài 5m2, đọt số 3. Trọng lượng cần là 294g, thu gọn là 1m, giá là 750.000. Mã cần số 14, giá 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 15. 15 cũng là một cây ISO khoen nhỏ. Đây là một cây cần của hàng Daiwa, dòng này là made in Japan ha. Nó có chế độ zoom 5m3 và 4m5. Và độ cứng của nó sẽ là độ cứng 1.5 ISO khoen nhỏ ha. Tất cả những cây cần rút là có chụp đầu cần đầy đủ nha. Ở video em tháo ra để quay nhanh thôi. Còn hàng đóng đi là sẽ có đầy đủ, mọi người yên tâm nhé. Đường góc đây, đường kính góc của nó này, em đo này. 20.3, cần của hãng Daiwa. Dòng này sản xuất ở Nhật luôn. Bad Fury FS6 ạ. Tem nhãn đây. Daiwa HS 1.5, 5m3, zoom 4m5. Đây là vị trí lóng zoom nha. Lóng zoom cũng mới lắm mọi người. Đó, cậu con sắn nha. Xám xanh, màu của nó dạng xám xám xanh như vậy. Đường kính ngọn là 1 ly 4. 1 ly 4, 1 ly rưỡi. Bên trong có lóng của nó này. Đây là lóng ngọn nha mọi người. Bên sẵn. Cái này còn mới, độ mới còn rất là cao ha. Bóng đẹp. Đây là các lóng bên trong nhé. Lóng zoom của nó đây. Zoom lại em xem rồi đó. Em kéo rồi, kéo lại nhé. Rồi, mã này sẽ là mã số 15 ạ. Một cây ISO khoen nhỏ. Zoom 2 size 4m5 và 5m3. Tổng thể đây. Trọng lượng cây này là 200g. Rút gọn 1m. 15 này có giá là 900.000. Mã 15 giá 900. Tiếp theo, ISO khoen lớn mã 16. Có một cây Olympic, dòng này là carbon 2 da nhé, dòng ISO khoen lớn nha mọi người. Đây, phần góc này. Cái này thì ngoại hình nó ở phần chui đó, chui này vẫn ok nhé. Đầy xước phần chui này. Đây, phần chui ở đây có người ta làm một cái lớp nhám lên đó mọi người. Chống nó trơn trượt á. Đường kính góc là 20.7, cái này góc cũng nhỏ nha. ISO góc nhỏ, bát vặn Fury FPS D20 Made in Korea. Cái này thì có độ cứng số 4, dài 4m4, Olympic Century ha. Đây. Và khoen, dòng này thì khoen Fury hết nha mọi người. Tổng của nó 2, 4, 6, 8, 9 khoen gồm cả đầu bu như thế này. 9 khoen cả đầu bu ha. Ngọn là 1 ly 9. Ngọn là 2 ly mọi người nhé. Đọt số 4, 2 ngọn 2 ly. Đây phần ngọn của nó đây. Lóng 2, 1-2 là màu đen ạ. Từ lóng thứ 3 thì nó sẽ là carbon. Từ lóng thứ 3 là carbon 2 da nhé. Carbon sáng ít như thế này. 4, tổng cần sẽ có 5 lóng. Đấy. Rồi, một cây ISO khoen lớn Olympic Century. Đọt số 4, dài 4m4 ạ. Cái này thì phần góc nó khá là nhỏ gọn. Nhẹ là 284g, tổng thể cần. Trọng lượng cây này là 103cm, giá là 900.000, mã 16 giá là 900.000 ạ. Mã 17 này. 17 là một cây cũng là dòng khoen lớn luôn. Dòng này là một cây cần Daiwa Isokage, đọt số 4, dài 5m3, tổng thể cần như thế này. Phần gốc. Cái này thì có màu trắng bạc nha, và ngoại hình cây này cũng còn đẹp lắm. Góc 24.1 ly. Đấy, cần khoen lớn, bát vặn như thế này.
Bát vạn Fury. Hàng của Daiwa Made in Korea nhé. Tem nhãn đầy đủ hết, đọt số 4, chiều dài 5m30. Khoen của nó sẽ là khoen Fury loại đá xám. 8 khoen nhé, cây này thì không lỗ khoen nào hết. Em đo ngọn cây này là 1.7, 1.8 ạ. À 1.9 nha mọi người. 1.9 ạ. Đây. Cái này có tróc cái sơn ở đây chút này. Đây lóng ngọn của nó đây. Nó lóng cái này nó có màu bạc hết. Mới đẹp nhá. Cái này bên trong có lóng trầy xước rất là ít. Đấy, em rút lóng mọi người có thể xem. ISO khoen lớn ạ. ISO Kaye đọt số 4, dài 5m30. Tổng thể cân ạ. Cái này thì cân nặng là 428g, thu gọn là 102 cm. Cân có giá 1 triệu nha mọi người. Mã 17 giá 1 triệu. À, tiếp theo số 18. 18 em cũng có một cây khoen lớn nữa. Thì cây này là bản NFT Power Love đọt 3, 5m3, ISO khoen lớn luôn. Phần góc như thế này. Đấy, carbon 2 da xoắn ít từ phần góc cần. À, cái này thì cái góc ở đây thì có lớp nhám nha. Lớp nhám thì nó hơi cũ, hơi sần sùi một chút này. Đấy. Đường kính góc là 21.4 Pat Fury. Độ cứng số 3, dài 5m3. Dòng này là một cây hàng nội địa nha, hàng nội địa của Nhật. Khoen cần. Dòng khoen Fury đá xám ạ. Cây này thì nó sẽ có bị lỗi một khoen. Đây. Một vị trí khoen ở đây nó nứt cái vòng kim loại phía dưới một chút này mọi người. Đây nha, còn các khoen khác ok, không lỗi lầm. Sứ dẫn ok ạ. Đọt cần là đọt số 3, chiều dài là 5m3. Đường kính ngọn là 1.9. Đây, bên trong đây, phô cần carbon xoắn nha. Đây là ngọn của nó. Lóng 2 này. Từ lóng 3 sẽ là carbon 2 da. Đấy, có sơ sức dâm nhẹ nhẹ nha mọi người. Xoắn là so à, đây là lóng sát góc. Sát góc nó cũng có sơ sức này. Đây mọi người, bên đây nó bóng đẹp ha. Bên đây có sơ sức dâm. Đấy. Rồi, đây là cây mã cần số 10. Mã cần số 18 ạ, à, một cây ISO khoen lớn của NFT Power Love, đọt 3, 5m30 ạ. À. Rồi, tổng thể cần như thế này. Trọng lượng là 314g, thu gọn 104 cm. Mã số 18 giá 1 triệu nhé. 18 giá 1 triệu. Tiếp tục một số mã cần tay. Mã cần tay nha mọi người, mã số 19. 19 ở đây em giới thiệu mọi người một cây Gamma Katsu. Đây, một cây Gamma Katsu, cây này là một cây hạ cần tay rồi mọi người nhé. Đó, cây này hạ như một cần tay nguyên bản rồi. À, đọt số 1, dài 5m6. Cây này à, cần tay thì 5m6, độ cứng 3H mọi người nhé. Này làm thêm cái phần chui này, nên cắt lóng ở bên trên này này. Nó sẽ lọt vào trong, chứ bên em hạ tay không cưa lóng nha mọi người. ISO hạ tay không có cưa lóng. Chỉ có làm phần chui để cho cắt lóng nó gọn vào trong thôi. Đây nhé, chui này vặn ok, có nút có chui đầy đủ. Đường kính góc là 20 ly ạ. À, carbon sliver à, hàng của Gamma Katsu, dài 5m6, cứng 3H, nút đầy đủ nha. Đường kính ngọn này, cái này thì gắn dây đầu đầy đủ rồi. Ngọn cái này là 1.3 ly. Đấy, phần ngọn cần đây. Đấy, các đầu lắm thì cũng đã hoàn thiện keo chỉ rồi mọi người nhé. Các lóng này còn ok. Dạ. Rồi một cây Gamma Katsu cần câu tay ạ, 5m6 cứng 3H nha mọi người. Đây là nguyên bản ISO hạ cần tay nhé. Trọng lượng của cây này là 236g. 236g ạ, tổng thể cần như thế này. Đây.
Thu gọn là 106 cm, cứng 3H, giá 700.000. Giá là 700, mã 19. Gamma cao su, một cái cần phôi này á là bản phôi đầy cũ nhưng phôi nó dày đẹp nha. Nói chung chất lượng ok. Rồi, tiếp theo này, mã số 20. Ở đây em sẽ có một cây cần tay 3m6, cây này độ cứng cũng cao á mọi người, cứng dao động của cây này sẽ tầm khoảng 4H tới 4H rưỡi và ra rất là thẳng cần. Cây này mới lắm. Phần chui đây, tay cầm đây. Tay cầm của nó là phủ nhám màu xám nha. Đường kính gốc là 20.5. Đây, một cây hàng China xuất Nhật, chiều dài 3m6 ạ. Cứng tầm 4H rưỡi. Đầy đủ nút chui nhé. Cần nguyên bản nha mọi người. Ngọn em đo 2 ly. Ngọn 2 ly ạ. Màu của nó sẽ là màu xanh nhợt nhợt như thế này hết nè. Cần carbon nhé mọi người. 2 lóng này, 4 lóng, cái này tổng sẽ là 4 lóng. Sáng đẹp nha, màu xanh. Ra thẳng tầng à, cứng khoảng 4H rưỡi. Cái nút này á, là nó về không có nút đâu, nhưng mà em đang tìm mấy cái nút xu này để em bịt vào, với cái này nút không phải nút nguyên bản của nó đâu nha. Rồi, trọng lượng của cây này là 194 g, dài á, là 3m6, rút gọn là 104 cm, độ cứng sẽ là 4H 4H rưỡi mọi người nhé. Cây này có giá 500.000 ạ. Lóng dài, giá là 500.000. Tiếp theo là một cây 4m rưỡi. Đó, cây này là một cây màu Suzumi, cây hàng của Suzumi. Cây này có màu rất là đẹp đó mọi người. Cán người ta làm này, tổng thể của nó sẽ là màu tím dạng hoa cà, nhạt 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 như này. Cây này thì có chui nút gỗ ring nha. Đó, chiều dài sẽ là 5m4. Đây, người ta ghi nè là 54 nha. 54 nha mọi người, 5m4 ạ. Đây, phần cán cầm thì người ta phủ một cái lớp sơn nhám màu tím đậm hơn. Nói chung cái màu này đẹp. Đường kính gốc này là 16.9, 17 ly ạ. Cứng cái này tầm 3H thôi. Hàng Suzumi Power 4, dòng này của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Đó, có anh nhũ này. Đó, nguyên zin nguyên bản nha. Đầu dù nguyên zin của cần luôn. Đọt là 0.9 ly. Đọt là 0.9 ly nha. Đó, màu tím nhạt nhạt như từ gốc tới ngọn mọi người nha. Sẽ đồng bộ màu hết này. Cái này rất là mới. Dài 5m4. Cứng lại dao động tầm 3H á mọi người. Cứng 3H nha. Ra cũng rất là thẳng. Cần ra thẳng nãy. Có chui nút gỗ ring nha. Cái này thì về được đủ nút chui. Đã, tem nhãn của cần này. Cái này nhẹ 178 g, thu gọn là 107 cm, độ cứng là 3H và giá là 700, mã cần số 21. Số 21 giá là 700.000 ạ. Rồi, số 22 là một cây cần tay 9m. Đây là một cây dòng Gamakatsu Mark 2. À, chiều dài là 9m, nó có ghi rõ đây, nó hơi mờ thôi mọi người. Cái phần tem của cây cần này á, nó hơi bị nhìn nó hơi mờ này ha. Gamakatsu Mark 2 9m. Tổng thể của cần, cây này thì cũng có chui nút đầy đủ nha. Chui của cần đây, logo của nó là logo Gamakatsu này. Chui vặn ok. Phần tay cầm thì nó cuốn sợi mây ở vị trí đây ạ. Cây này thì ngoại hình nó cũng có trầy xước nha mọi người. Dài là 9m và độ cứng cây này cũng khá là cao, cứng được 6H ạ. Cây này dòng này dài nhưng mà phôi cứng cao. Đường kính gốc là 25 ly. Đây, phôi của nó này có chui nút gỗ đầy đủ. Này, đầu cần nguyên bản nha. Đọt 1.5 ly, 1.6 ly nha mọi người. Đọt 1.5 ly ạ. Cứng 6H ạ. Đây, phôi cần đây. Phôi đẹp mọi người. Có những cái lóng mà phía dưới liền kề góc thì nó sẽ có sờn xước. Mấy lóng trên này thì đẹp này. Phôi lóng thì tất cả là nguyên bản của cần hết nha. Đó. Đó,
có sờn nhẹ nha. Ba lóng này thu bớt cần dài ra, dài quá nó cứng. Đấy. Đấy, nó ra nhiều để em rút hết ra, nó thu vào không cẩn thận nó kẹt cái lóng ngọn bên trong. Cái này là vết bẩn nha. Bẩn nha mọi người, cái này là vết keo ấy. Keo như băng keo giấy á mọi người. Đây này, em cạy móng tay ra nhé. Cái này không phải trầy đâu mọi người nha. Yamakasu Mark 2 dài 9m, cứng 6H ạ. Đây, vô lóng của nó đây. Rồi. Nó mắc cái ngọn ở phía sau, em rút ra dài quá, tới khi thu lại lại nó sẽ bị cứng cái ngọn ở phía sau, sau chui ở này. Nên là mọi người khi mình kiểm tra hàng á cũng cẩn thận nhé. Này em rút ra rút vào không cẩn thận là nó kẹt cái lóng ngọn lại. Yeah. Rồi thì cái cây gần này á, là mã số của nó đây ạ. Đây, mã số này nè, mã số 22 nhé, 352g, thu gọn là 127cm nha. Ứng 6H và giá của nó sẽ là 1.800.000 nha mọi người. Người chờ một tí nhé, để em bỏ hết các lóng cần nó ra, nãy nó bị kẹt cái lóng này. Rồi. Đây mọi người. Đây mã số 22 nhé, một cây Yamakasu dài 9m. Đây, tổng thể của cần nó như thế này. Nó sẽ có nút chui đầy đủ nhé. Nút cổ riêng nguyên bản của cần luôn. Rồi, cái này giá 1.800.000 nhé. Đó là mã cần số 22. Rồi em lên mã cuối này, mã cuối số 23. 23 ở đây là một cây, đây là một cây 6m3, cần của hãng Ebisu nhé. Cây này cũng còn mới đẹp lắm. Tổng thể cần như thế này. Dài 6m3 và độ cứng cây này nó sẽ rơi vào tầm 4H nha mọi người. Chui của nó là chui kim loại. Cái này chui rất là đẹp luôn. Chui vặn ok nha. Đường kính gốc là 20.3 ly ạ. Cây này là hàng sản xuất ở Nhật mọi người nhé. Đây, cái chữ của nó này. Chữ này là sản xuất ở Nhật. Phôi của nó sẽ là màu nâu cánh gián. Dài 6m3, có 6 lóng rút hãng Ebisu. Đó, một thương hiệu dòng cần nội địa. Có lóng bên trong của nó đây. Cái này, cái nút này có nút đầy đủ, nhưng mà nút này cũng không phải nút zin nha, nó là nút cao su bình thường thôi. Ông về hàng không có, tôi không có nút zin. Nút cao su như thế này thôi mọi người nhé. Ngọn em đo được là 1.3 ly, 1.3 ly, 1.4 ly, và cây này nó ra rất là thẳng, độ cứng sẽ là tầm 4H, màu carbon cánh gián màu nâu như thế này ha. Đây nè, bọn sống vòng hết. Đầu lóng thì nó sẽ có những cái kiểu trang trí như thế này. Cái này rất là mới luôn. Đây ha. Để thu vào bớt cái lúc ra dài lại kẹt lóng như cây lúc nãy. Đấy. Rồi ok, mã cuối cùng số 20, số 23, số 23 một cây cần tay 6m3 của Ebisu nhé. Cái này nhẹ chỉ có 205g, dài là 6m30. Đó, rất là mới đẹp nha mọi người.
Trọng lượng cây này là 206g, thu gọn là 127cm, độ cứng 4H, giá cần là 1.200.000. Đó, cần tay lắm, dài 1.200.000 ạ, mã số 23. Rồi cuối cùng em giới thiệu mọi người một cái mã đây nè. Em có về được một cái mã túi câu. Cái này là túi đựng cần, mọi người có thể để được cần và máy, nhưng mà đối với những cây lóng lỡ thôi. Vì cái túi này thì chiều dài của túi em đó là nó 76cm thôi, là cây cần rút hoặc là cần đơn. Chiều dài tầm đó thì mình bỏ vừa túi nha. Và cái bề rộng bầu túi là 22cm. Phần bầu rộng túi đây này, thì em đo lại đi, nãy đo rồi mày không có nhớ đó. 22-23cm là phần bầu rộng của túi nha. Cái túi này là của hãng SmileShip. Chất liệu của nó ở trong nó sẽ có một cái lớp mút chăm sóc ở phía sau này. Đấy. Và nó có thiết kế dây đeo, dây đeo đầy đủ nha. Cái ngăn đầu tiên, ngăn nhỏ đầu tiên của túi đây. Khóa kéo của nó đây ạ. Đây là ngăn đầu tiên này. Ngăn chính đây. Khóa kéo là trơn tru hết nha. Ngăn chính. Ở bên trong, nó sẽ có thiết kế hai cái sợi dây buộc cần và cũng có một cái ngăn nhỏ ở đây nữa này để mọi người để đó, giấy tờ các thứ hay là để cái gì đó, để quỹ đen hay để gì đó để ha. Đó, mặt sau có lớp mút chống sóc như thế này. Cái dòng này thì nó lại là một cái coi sắt coi đeo của nó thì nó cũng có đai tăng giảm. Và cái mặt sau nó cũng có một cái lớp tiêu kéo này thì để mình đây, nó thiết kế dạng như là khi mà mình để quá nhiều cần thì nó sẽ nới ra được, cơ nới được đó mọi người này. Nó sẽ thiết kế cơ nới được như thế này nha. Rồi cái mã túi này thì em bán với giá là 300.000 nha mọi người. Của hãng SmileShip. SmileShip này là trong những cái hàng về mỗi lần nó hay nằm ở những cây cần rút đó mọi người. Cần rút thì sẽ có cái tên hãng này nhiều. Chứ cần thường, cần tay với cần hai khúc thì không thấy có, mà dòng cần rút thì sẽ có cái hãng này. Rồi tổng thể túi mới đẹp nha. Giá của túi là 300.000. Rồi mọi người chốt mã nào thì gọi trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo 0932455407 giúp cho em nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.